Tổng thống Trump đã thông báo một sự lựa chọn phải gọi là quá sức tuyệt vời, quá sức tuyệt vời cho MAGA. Nhưng mà để đi tới cái tin tức về sự bổ nhiệm này, xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón người khác được Tổng thống bổ nhiệm vô vị trí khác, đó chính là vị trí giám đốc cơ quan giám đốc cơ quan về giống như là quản chấp pháp liên quan tới các loại hàng trắng. À, đây là cái người mà sẽ đi chịu trách nhiệm về vấn đề điều tra và triệt phá các mạng lưới tội phạm liên quan tới các cái đường dây buôn hàng trắng vô trong nước Mỹ đây. Thì Tổng Trump đã lựa chọn một cảnh sát trưởng ở tiểu bang Florida để đứng đầu cơ quan này. Thông điệp của Tổng thống Trump trên mạng xã hội Truth Social có nội dung như sau: Tôi rất vui khi đề cử cảnh sát trưởng Chad Cronister làm quản trị viên cơ quan chống buôn hàng trắng. Trong hơn 32 năm, cảnh sát trưởng Chad Cronister đã phục vụ ở văn phòng cảnh sát trưởng của Hillsborough County và nhận được vô số lời khen và các giải thưởng vì đã giữ cho cộng đồng được an toàn. Là một cựu sinh viên xuất sắc của khóa 260 Học viện FBI Quốc gia, Chad là đồng chủ tịch của lực lượng đặc nhiệm an ninh nội địa khu vực cho vùng 4 ở Tampa Bay, thành viên của hội đồng toàn tiểu bang về nạn buôn người do tổng chưởng lý Florida lãnh đạo, chủ tịch tiểu bang tư pháp hình sự, phó chủ tịch hội đồng điều phối an ninh công cộng ở Hillsborough County và phó chủ tịch ủy ban giám sát công dân của trường của hệ thống học khu Hillsborough County. Trong vai trò là người đứng đầu cơ quan về chống hàng trắng, là viết tắt là DEA, ông sẽ làm việc với tổng chưởng lý tuyệt vời của chúng ta, bà Pam Bondi, để bảo vệ biên giới, ngăn chặn dòng chảy của các chất fentanyl và các loại hàng trắng bất hợp pháp khác qua biên giới phía Nam, và sẽ cứu sống được nhiều người. Chúc mừng cho ông Sát, vợ ông là bà Dicky và hai cậu con trai tuyệt vời của họ. Đó là thông báo về lựa chọn người đứng đầu cơ quan chống buôn hàng trắng vào Hoa Kỳ, cơ quan DEA. Cơ quan DEA đó là cảnh sát trưởng Chad Cronister, thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với sự bổ nhiệm mà làm bùng nổ hệ thống tin tức trong tối ngày hôm nay. Đó chính là vị trí quan trọng được nhắc tên cuối cùng. Và Tổng thống Trump có lẽ là keep the best for the last, tức là gì, cái tên, cái vị trí này là vị trí được theo dõi nhiều nhất, thì Tổng Trump để cho tới cuối cùng Tổng Trump mới thông báo. Tại vì bên cạnh các vị trí 15 vị trí nội các, bộ trưởng thuộc nội các thì đã xong rồi, giám đốc CIA rồi cơ quan y tế quốc gia rồi cái gì tùm lum la hết, đủ hết trơn rồi. Thì bây giờ cái cơ quan mà mọi người cũng vô cùng quan tâm đó là FBI, thì tới bây giờ Tổng Trump đã đưa ra lựa chọn và không khiến cho những người MAGA thất vọng, thưa quý vị. Tổng Trump đã bổ nhiệm ông siêu MAGA Kash Patel làm giám đốc của FBI, chấm dứt tất cả các tin đồn về việc là ông Kash Patel có thể đi làm chức khác, có thể đi làm phó giám đốc CIA, hoặc là Mike Rogers, Rhino, Deep State Mike Rogers sẽ được làm giám đốc FBI này kia. Chấm dứt hết tất cả các tin đồn đó. Tổng Trump đã thông báo trên mạng xã hội Truth Social với nội dung như sau: Tôi tự hào thông báo rằng Kash Patel sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc tiếp theo của Cục Điều tra Liên bang FBI. Kash là một luật sư, một điều tra viên và một chiến binh nước Mỹ trên hết, tài giỏi, đã dành sự nghiệp của mình vạch trần tham nhũng, bảo vệ công lý và bảo vệ người dân Hoa Kỳ. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc vạch trần tội bịp bợm nga, là người ủng hộ sự thật, trách nhiệm giải trình và hiến pháp. Kash đã làm một công việc đáng kinh ngạc trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi, giữ chức đồng lý văn phòng của Bộ Quốc phòng, phó giám đốc tình báo quốc gia và giám đốc cấp cao về chống khủng bố tại Hội đồng An ninh Quốc gia. Kash cũng đã là một luật sư tranh tụng ở 60 phiên tòa có xét xử bằng bồi thẩm đoàn. Cơ quan FBI này sẽ chấm dứt nạn tội phạm đang gia tăng ở Hoa Kỳ, phá vỡ các băng nhóm tội phạm nhập cư bất hợp pháp và ngăn chặn tệ nạn buôn người và buôn hàng trắng qua biên giới. Kash sẽ làm việc dưới quyền của tổng chưởng lý tuyệt vời của chúng ta, bà Pam Bondi, để mang lại lòng trung thành, lòng dũng cảm và chánh trực cho FBI. Và bên cạnh đó thì Tổng thống Trump cũng đã thông báo về cái
đưa ra cái hồ sơ vắn tắt về ông Cash Patel như sau. Ông Cash Patel đã từng làm vai trò là đồng lý văn phòng cho Bộ Quốc phòng và phó phụ tá cho Tổng thống Trump. Trong vai trò đồng lý văn phòng ở Bộ Quốc phòng, nhiệm vụ của ông bao gồm là thực thi những cái sứ mạng không được thất bại của vị bộ trưởng với hơn 3 triệu nhân viên, điều hành một ngân sách 740 tỷ và có 2.000 tỷ giá trị tài sản của Bộ Quốc phòng. Cash Patel từng làm vai trò là phó giám đốc tình báo quốc gia khi mà ông giám sát 17 cơ quan tình báo trong cộng đồng tình báo và ưu tiên những cái thu thập về tình báo để tập trung vào những mục tiêu nặng ký và những mối đe dọa toàn cầu. Ông đã lãnh đạo cái sứ mạng của vị giám đốc tình báo quốc gia để mà tích hợp những cái thông tin tình báo của chúng ta và cũng như là ông tạo lập ra hồ sơ để báo cáo tình báo mỗi ngày cho tổng thống. Khi mà ông báo cáo cho tổng thống và các quan chức trong nội các, ông Cash cũng đã lãnh đạo cái sứ mạng chống khủng bố của tổng thống Trump trong vai trò là phó phụ tá cho tổng thống trong hội đồng an ninh quốc gia và giúp cho tổng thống Trump đạt được những mục tiêu hàng đầu, ưu tiên hàng đầu của mình bao gồm là diệt trừ Al-Qaeda và đám lãnh đạo cấp cao của ISIS và đem về được hàng chục người công dân Mỹ về nhà an toàn. Là quan chức đứng đầu về chống khủng bố ở trong Tòa Bạch Cung, Cash chịu trách nhiệm tạo ra và thi hành những chính sách của quốc gia để bảo đảm an ninh cho đất nước bằng cách là giám sát cái sự thực thi một cách thống nhất của các chiến lược của các cơ quan về chống khủng bố quốc gia. Cash cũng từng phục vụ trong vai trò là cố vấn an ninh quốc gia và luật sư cấp cao của ủy ban tình báo của Hạ viện. Khi mà ông đã xuyên thủng cuộc điều tra về những cái chiêu trò của Nga để mà khuynh loát cuộc bầu cử năm 2016 mà chúng ta gọi rằng là vụ bê bối Nga. Cuộc điều tra đã phát hiện ra rất nhiều những cái cách thức để nghe lén một cách bất hợp pháp được thực hiện bởi Bộ Tư pháp và FBI để nghe lén gián điệp một cách bất hợp pháp chiến dịch của Tổng thống Trump. Đồng thời, ông cũng lãnh đạo sự giám sát của Quốc hội lên các chương trình nhạy cảm của cộng đồng tình báo và lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ và làm việc để thông qua những dự luật để mà cung cấp cái số tiền ngân quỹ đầy đủ lên tới hàng tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ cho các hoạt động tình báo và chống khủng bố trên toàn thế giới. Ông Cash cũng làm vai trò là một công tố viên về mảng an ninh quốc gia trong Bộ Tư pháp dưới thời của Obama khi mà ông lãnh đạo các cuộc điều tra trải dài ở những cái nơi mà có những cái xung đột và ông cũng giám sát những cái sự truy tố tội phạm thành công mà có liên kết với Al-Qaeda, ISIS và các nhóm khủng bố khác. Điều đó đòi hỏi ông Patel phải hiện diện ở nhiều nơi trên khắp địa cầu, hợp tác với các quốc gia sở tại để mà truy tố thành công những tên tội phạm. Ông ấy cũng nắm vai trò là người liên lạc viên của Bộ Tư pháp với lại lực lượng đặc nhiệm hỗn liên hợp, làm việc với những cơ quan chống khủng bố danh uy tín nhất của quốc gia, gồm các lực lượng đặc biệt, để bảo đảm là chúng ta có những cái hợp tác toàn cầu chống lại những nơi mà có những cái cuộc chiến xảy ra và cũng như các mục tiêu có giá trị cao. Ông Cash khởi đầu sự nghiệp của mình là một luật sư biện hộ công. Ông đã thành công trong việc là tranh tụng nhiều vụ án phức tạp ở tòa liên bang và tiểu bang, từ những vụ án mạng cho tới các vụ buôn những loại chất bất hợp pháp cho tới những tội phạm phức tạp về tài chánh. Đó là hồ sơ của ông Cash Patel, người được Tổng Trump lựa chọn làm giám đốc FBI, thưa quý vị. Và tin tức này MAGA vô cùng vui mừng luôn. Và bây giờ xin mời quý vị tới với lại một cái video ngắn về ông Cash Patel này.
Và trên chương trình của The Sean Ryan Show số 128, xin quý vị có thể nghe một số những chia sẻ cá nhân của ông Kash Patel với cơ quan FBI này coi như thế nào. The biggest problem the FBI has had has come out of its intel shops. I'd break that component out of it. I'd shut down the FBI Hoover building on day one and reopening the next day as a museum of the deep state. And I'd take the 7,000 employees that work in that building and send them across America to chase down criminals. Go be cops. You're cops. Go be cops. Go chase down murderers and drug dealers and violent offenders. What do you need 7,000 people there for? Same thing with DOJ. What are all these people doing here? Looking for their next government promotion, looking for their next fancy government title, looking for their parachute out of government. So while you're bringing in the right people, you also have to shrink government. The biggest problem the FBI has had has come out of its intel shops. I'd break that component out of it. I'd shut down the FBI Hoover building on day one and reopening the next day as a museum of the deep state. Ông nói là gì? Ngay ngày đầu tiên tôi mà làm giám đốc FBI, tôi sẽ đóng cửa FBI ngày đầu tiên. Ngày hôm sau tôi mở cửa trở lại, nhưng không còn là tổng hành dinh của FBI nữa, mà sẽ là gì? Bảo tàng về quyền lực ngầm. Trời ơi, nặng quá trời. Cú này hơi nặng nha. Đóng cửa ngày đầu tiên, ngày thứ hai mở lại mà làm gì bảo tàng về thế lực ngầm. Cú này hơi bị nặng nha. Cú này là cú đấm thôi sơn nha. Rồi tiếp tục. And I take the 7,000 employees that work in that building and send them across America to chase down criminals. Go be cops. Và tôi sẽ gửi 7,000 nhân viên trong cái tòa nhà đó, là tòa nhà DC á, đi khắp nước Mỹ để truy lùng tội phạm. Hãy làm cảnh sát đi. You're cops. Go be cops. Go. Các người là cảnh sát mà, thì hãy làm đúng nhiệm vụ là cảnh sát đi. Chase down murderers and drug dealers and violent offenders. What do you need 7,000 people there for? Same thing with DOJ. What are all these people doing here? Looking for their next government promotion, looking for their next fancy government title, looking for their parachute out of government. So while you're bringing in the right people, you also have to shrink government. Đó, ông nói là gì? Cũng giống như là sao mình cần tới 7,000 nhân viên ở đó lại làm gì? Cũng giống như Bộ Tư pháp thôi. Đó, tại sao họ lại ở đó để làm gì? Để mong chờ được thăng chức, để mong chờ được một công việc ngon lành hơn. Nhưng cho nên là tôi phải giống như là giải tán họ ra, tôi cho đi chỗ khác để làm gì? Lúc đó mình mới có thể làm cho cái chánh phủ, như là ông dùng cái chữ shrink, tức là cho nó gọi là cho hạ cái gọi là cái hiểu ở đây á, là gì? Tức là làm cho chánh phủ không có mở rộng ra nữa và không có cái bàn tay nó được gọi là len lỏi ra các cái nhánh khác nữa. Đó là cái chia sẻ của ông Kash Patel đó. Đó, rồi. Bây giờ tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tới với lại cái thông báo của giám đốc FBI sau khi có tin tức ông Kash Patel được chọn nha quý vị. Thông báo của FBI tối nay là mỗi một ngày những anh chị em trong cơ quan FBI tiếp tục làm việc để bảo vệ người dân Mỹ khỏi một loạt những cái mối đe dọa ngày càng tăng. Giám đốc, tập trung của ông giám đốc Christopher Wray vẫn là vào những anh chị em của FBI, những người mà chúng tôi làm việc cùng và mỗi người chúng tôi làm việc cho, tức là những người chúng tôi phục vụ đó. Rồi. À, chỉ là vậy thôi, đó, nói chuyện đơn giản vậy thôi. Đó. Rồi tiếp theo nữa thưa quý vị, đó chính là một cái ông ký giả tên là Hugo Lau. Ông Hugo Lau này thì ổng là của tờ báo The Guardian. Nhưng mà quý vị biết The Guardian thì nó cũng tả lắm. Và ông này đưa tin tức thì Trần Michael có thể cảm nhận được là vị mặn trong những giọt nước mắt đó quý vị. Từ về cái bản tin của liên quan tới ông Kash Patel và FBI. Thì ông ta viết như thế này. Ông ta viết rằng là một số những cố vấn cho ông Trump đã có những suy nghĩ trong những ngày gần đây rằng là ông Kash Patel có thể sẽ không được làm giám đốc FBI đâu. Bởi vì ông ấy có thể xung khắc. Ông ta có thể gặp khó khăn trong sự phê chuẩn của Thượng viện và sẽ có thể làm chức là phó giám đốc mà thôi. Nhưng ông Steve Bannon và các đồng minh có vẻ như là sẵn sàng vào cuộc và coi như là nếu được thì có thể sẽ lâm vào một cái cuộc chiến với Thượng viện luôn. Một cuộc chiến gọi là gì, quýnh nhau mẻ đầu sức tráng gì đó với Thượng viện luôn, sẵn sàng luôn. Thì ông luật sư Mike Davis, ông phó vương, ông tự xưng ông là Viceroy gì đó, đó, phó vương Mike Davis, ông nói rằng là tôi đã từng làm trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện, Ủy ban Tư pháp Thượng viện của ông Chuck Grassley trong vai trò là luật sư chính cho các vấn đề về phê chuẩn những người được Tổng thống đề cử. Công việc này chịu trách nhiệm
về cái việc là phê chuẩn cho giám đốc FBI. Kash Patel sẽ được Thượng viện phê chuẩn. Ông ấy quá là có khả năng và không cần phải bàn cãi gì hết. Ông ấy sẽ đem lại những sự cải cách rất là cần thiết cho FBI vốn đã vụn vỡ và tham nhũng. Ông Mike Davis, biết không? Họ viết, nhưng mà nói chung là tôi có thể, họ bây giờ cánh tả là năm nay cô có thể cảm nhận được là vị mặn đó, vị mặn trong những cái bài viết của họ. Không phải là họ mặn mòi thưa quý vị, mà là mặn chát thưa quý vị, mặn chát, chát luôn, mặn chát luôn. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, đó. Mặn chát, mặn chát. Với cái sự lựa chọn ông Kash Patel làm giám đốc FBI, thưa quý vị, và nói thiệt sự chứ cái lúc mà Tổng thống Trump thông báo lựa chọn ông Kash Patel thì Michael nghĩ chắc nhiều quý vị cũng đang trong cảm giác giống vậy nè. Cái này thì đặng Michael chắc chỉ chiếu một lần thôi, tại vì sợ nhiều khi là nó bị bản quyền nha. Giờ chú vị tập trung chú ý nha, tập trung chú ý cả nhà. 1, 2, cái này có 7 giây thôi nha. 1, 2, 3. Đó, cô là cho quý vị thêm lần nữa là 14 vậy đó, đó. Lúc mà chắc quý vị cũng có cảm xúc giống vậy đâu. Lúc mà nghe tin mà Tổng Trump chọn ông Kash Patel là bị hết hồn đó. Gì đó, dữ quá quý vị. Đó. Rồi ngoài ra thì mình cũng sẽ tới là cái hình chế của ông The Right to Bear Memes. Ông chế hình. Này, ngày xưa cái hình này là ông Patel với Alo, quý vị còn nghe được không? Chị Trần Michael số 1 nha. Cái hình này á, là lúc mà ở trong Hội đồng An ninh Quốc gia nè. Hình như cái này là trong cái lúc mà Tổng Trump điều hành cái chiến dịch để mà loại bỏ nghe rồi đó. Đúng rồi, mạng nó đang bị giật giật rồi quý vị ơi. Nó bị giật giật rồi. Dạ đúng rồi, bây giờ mạng nó đang chập chờn quý vị ơi, lúc thế này lúc thế nọ ha. Dạ cũng may là cũng đọc mạng nó bị giật giật rồi quý vị ơi. Dạ rồi, nói chung là tin tức là nhiêu đó. Nói chung tin tức là nhiêu đó. Thì giờ trong mấy cô muốn được dạ rồi, bây giờ, và họ sẵn sàng nhiều khi có thể là chấp nhận là vi phạm luật pháp để mà kháng cự chính quyền của Tổng thống Trump luôn. Nhưng mà ông Tom Holman thì ổng cũng rất là cứng rắn thưa quý vị. Ổng đã có một câu trả lời trên chương trình của CNN với một ông thị trưởng cánh tả vẫn ngoan cố muốn ngăn chặn Tổng thống Trump, mà khiến cho sứ ngôn viên của CNN phải hết hồn luôn thưa quý vị, trợn mắt lên luôn. Rồi xin mời quý vị đây. Bản tin này do New York Post tường thuật cho biết, đó chính là người dẫn chương trình của CNN là bị giống như là bị chấn động bởi câu nói của ông Tom Holman, quản đốc biên giới của Tổng thống Trump, rằng là ông ta sẵn sàng bỏ tù ông thị trưởng của thành phố Denver nếu như ông ta cố gắng ngăn chặn việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Bản tin cụ thể cho biết với nội dung như sau. Cô Casey Hunt là người ta áo xanh đó quý vị, đã thực sự bị choáng váng và chấn động trước tuyên bố của ông trùm biên giới Tom Holman rằng ông sẽ bỏ tù một thị trưởng của đảng Dân Chủ vì người đó nói rằng là sẽ có thể không tuân thủ các kế hoạch trục xuất của chính quyền Tổng thống Trump. Sau khi phát một đoạn video clip trong đó ông Holman nói rằng ông sẵn sàng bỏ tù ông thị trưởng của thành phố Denver theo đảng Dân Chủ Mike Johnston. Johnston nha, chứ không phải là Johnson, như vậy Johnston. Vì tuyên bố sẽ không trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp đang sống tại thành phố của mình. Bản thân ông Johnston đã nói rằng ông ta sẵn sàng bị bắt. Tại vì ông nói ông sẵn sàng bị bắt để bảo vệ di dân lậu. Thì cô Hunt đã tỏ ra bối rối và mô tả lời lẽ đó là cực đoan hơn so với lời lẽ trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. Bây giờ trong đây cô xin phép được mời quý vị tới với cái video đó nha. Cái video mà ông thị trưởng là cái ông Dân Chủ nè, ông nói
ông sẵn sàng ông vô tù để mà cản tổng trăm trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Xong ông hôn mình, ông trả lời lại, và cái cô này cổ hết hồn luôn nè. Xin mời quý vị cùng coi nha. I think we will see Denverites and folks around the country who will non-violently resist that. Me and the Denver mayor, we agree on one thing. He's willing to go to jail. I'm willing to put him in jail. I think mayor, we agree on one thing. He's willing to go to jail. I'm willing to put him in jail. Đó, không biết không, là cổ là ông Holman đó, ông ngồi kế ông thống đốc của Texas ha, ông Greg Abbott, thì ông mới nói là sao, tôi với ông thị trưởng cũng đồng ý một điểm đó, nếu ông sẵn sàng vô tù thì tôi cũng sẵn sàng đưa ông vô tù thôi. Thế là cái cô này cổ cô trợn mắt lên luôn, người theo hết hồn luôn. Trời ơi, đừng có giỡn với Tom Holman mấy ní ơi, đừng giỡn. Cô ta nói với một nhóm chuyên gia của CNN, trong đó có cựu giám đốc truyền thông tại Bạch Cung thời nhiệm kỳ đầu của Tổng Trump là Mike Dubkey và một người hoạt động viên của đảng Dân Chủ Hima Moore, rằng điều đó có một số điểm tương đồng đáng kể và thậm chí còn cực đoan hơn so với một số điều chúng ta nghe được từ chiến dịch 2014 của ông Trump. Ông thị trưởng John Stone đã nói với Nine News trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng là ông sẵn sàng vào tù để phản đối bất kỳ những cái việc trục xuất mà ông ta cho rằng là bất hợp pháp hoặc vô đạo đức mà chính quyền của Tổng Trump sẽ khai triển để giảm số dân nhập cư bất hợp pháp tại thủ phủ của Colorado. Ông ta trả lời câu hỏi về việc là có đi tù không? Ông ta trả lời, vâng, tôi không sợ và tôi cũng không muốn điều đó. Tôi không sợ nhưng cũng không muốn. Tôi nghĩ mục tiêu là chúng tôi muốn đàm phán với những người có đầu óc về cách giải quyết các vấn đề khó khăn. Ông cũng lưu ý rằng ông ủng hộ việc trục xuất có giới hạn những người bị kết tội nghiêm trọng mà thôi. Để đáp trả, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Tom Holman, người được Tổng Trump đề cử làm giám đốc biên giới, đã phản hồi những bình luận đó của ông thị trưởng, cáo buộc ông có khả năng vi phạm pháp luật và tuyên bố sẽ bắt giữ ông ta nếu ông ta vẫn ngoan cố. Ông Holman nói với Sean Hannity của Fox News rằng ông đã hoàn toàn vi phạm pháp luật. Tất cả những gì ông ấy phải làm là xem xét lại án lệ Arizona kiện chánh quyền liên bang, và ông ấy sẽ thấy mình đang vi phạm pháp luật. Nhưng hãy xem này, tôi và thị trưởng Denver, chúng tôi đồng ý với một điều. Ông sẵn sàng vô tù, tôi sẵn sàng bỏ ông vô tù. Cô Hunt đã phát lại đoạn video của ông Johnstone và ông Holman, và cô ta trợn mắt lên khi mà nghe những lời đáp trả của ông Holman. Sau đó cô thở ra một tiếng lớn rõ ràng, đầy lo lắng. Cô ấy đã yêu cầu Dubkey bình luận về lời lẽ của ông Holman, và ông Dubkey nói rằng đó là một phần rất là mạnh mẽ trong chiến lược nhập cư nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Ông nói có một số giai đoạn để mà đi bắt giữ, và tôi nên chọn một từ khác, nhưng bắt giữ những người nhập cư tại biên giới. Một trong số đó đã phát huy hiệu quả, phải gọi là đáng kinh ngạc, trong những ngày đầu chánh quyền đầu tiên của Tổng thống Trump. Và có cái công nhận rằng là cái hiệu quả của nó từ lời lẽ mà ra. Vì vậy, ngôn từ rất mạnh mẽ của ông Holman có thể sẽ hạn chế và cản trở số lượng người nhập cư thực sự tràn vào biên giới. Cô Casey Cohn cũng hỏi rằng, anh đang nói rằng điều đó sẽ ngăn cản mọi người cố gắng tới Mỹ hay sao? Ông Dubkey trả lời, hoàn toàn ngăn được chứ. Điều đó vô cùng quan trọng, và đó là điều chúng tôi đã thấy. Khi chính quyền Biden lên nắm quyền, đã có một trận lục tràn vô những người nhập cư bất hợp pháp vì một lý do nào đó. Vì những cái lời hùng biện đã bị nhẹ xuống, nên người... Và trong cái câu xin đóng mặt đó là gì? Lời hùng biện đã bị hạ xuống, cho nên là sao? Người ta không sợ, người ta cứ kéo vô. Đó, cho nên là bây giờ cái lời lẽ của ông Holman là rất mạnh luôn. Ông nói là bây giờ ông này muốn vô tù chứ gì? Tôi sẵn sàng bắt ông vô tù, thích thì chiều. Tại ông nói mà, chứ ai đe dọa ông đâu, thích thì chiều thôi. Ông sẵn sàng, ông đi tù, ông cứu dân bất hợp pháp gì, thì tôi cho ông vô tù, vậy thôi. Nếu ông nghĩ rằng điều đó có thể làm được cái giúp ông đạt được cái gì mà ông mong muốn ha. Đó, chú ý thấy không? Đừng giỡn mặt với ông Tom Holman, ngay cả CNN mà còn trợn trán mắt luôn là có bị hiểu rồi đó. Và đó chính là những gì mà Đồng Mai Cô được gửi tới cho quý vị trong bản tin này. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời giờ lắng nghe, và xin gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin kính chào, tạm biệt.